Tử vi tuổi Canh Thân 1980 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn cuộc sống của mình mỗi ngày đều tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Thế nhưng không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, làm một hưởng mười, tiền bạc ùn ùn kéo về. Tuy nhiên, cũng có những giai đoạn không tránh khỏi những khó khăn, trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân thì liên tục hãm hại, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Và thầy phong thủy cũng chỉ rõ trong tháng 11 âm lịch tới đây của năm Canh Tý 2020, những người tuổi Canh Thân bị sao hung tinh chiếu mệnh, kiếm tiền gian nan vất vả, mà thậm chí vợ chồng cũng vì kinh tế mà lục đục, nặng lời, to tiếng với nhau. Tháng 11 âm lịch là tháng mà người tuổi Canh Thân phải tuyệt đối chú ý các việc này để tránh gặp đại hạn triền miên, tiền bạc nhà cửa, gia đình, ly tán. Để nắm bắt được vận trình tổng quan trong tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Thân và những việc làm để phòng tránh đại họa, thì xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết trong video ngày hôm nay. Tổng quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu Âm Thổ, khắc địa chi Tý Dương Thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thân thành thủy cục, xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tị. Đối với những người tuổi Thân trong tháng 11 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 11, tức ngày 25 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 11, tức ngày 6 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 26 tháng 11, tức mùng 9 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tị, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 2 tháng 11, tức ngày 16 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tị, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 14 tháng 11, tức ngày 28 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ một cách nhanh nhất. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân trong tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch sắp tới thì những người làm công ăn lương tuổi Canh Thân sẽ bận rộn với công việc khiến họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Còn đối với những người đang làm kinh doanh tuổi Canh Thân thì lại khác. Sự may mắn, tài lộc đang đứng về phía bạn.
bạn sẽ có thể đạt được những tài lộc, nhưng phải để ý đến các vụ trộm, cửa an toàn ở nhà chặt chẽ và cố gắng tránh đi làm đường tối. Mộc Xung Thủy gặp thần Dương Kim nên gọi là thực thần, nghĩa là bản thân bị sinh xuất, đề phòng hao tổn tiền tài. Người tuổi Canh Thân cần chú ý về phần tài chính trong tháng này nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hay giao dịch. Nhưng đây lại là một tháng tốt để tuổi Canh Thân phát triển về mảng nghệ thuật, y học, luật sư, cũng cần chú ý nhiều về các mối quan hệ xung quanh của mình. Cẩn trọng không sẽ gặp phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh. Trong tháng này, các gia chủ Canh Thân sẽ cần phải chú ý ngày âm lịch 11 tháng 11, tức ngày 25 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy về sự nghiệp. Trong tháng 11 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Canh Thân cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Tuổi Canh Thân 1980 sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp. Quý gia chủ sẽ nhận được nhiều lời khen thưởng và tăng lương sẽ đạt được trong tháng này. Tuy nhiên, quý gia chủ nên thận trọng với lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời hoặc sếp có thể coi là quá nóng để có thể đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp, tốt hơn hết nên sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, quý gia chủ không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Ngoài ra, do sự nghiệp của người tuổi Canh Thân có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 11 âm lịch, quý gia chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà làm mất vị trí của mình. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Canh Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang pháp khí bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc, xem tử vi tháng 11 âm lịch, tuổi Canh Thân không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có thể may mắn kiếm được nhiều tiền. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, quý gia chủ giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại nguồn thu nhập cao khi được tích lũy ở một mức độ nhất định. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý nắm bắt để chấp lấy thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được với nhiều người để tăng thêm thu nhập. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lợi bất cập hại. Để con đường tài lộc hanh thông rộng mở, bước sang một bước mới, các gia chủ tuổi Canh Thân nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Về tình cảm và gia đạo, tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Canh Thân 1980. Đối với những người đã có gia đình thì nhờ sự thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được người khác giới. Cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có những biến cố lớn mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân chưa từng mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà chẳng thể chối từ. Để kích đào hoa, tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy bằng tam giác khai vận,
Thân, Tý, Thìn. Về sức khỏe, những người sinh năm 1980 có sức khỏe tốt trong tháng 11. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt. Nhưng cần phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu quý gia chủ uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, cần chú ý về các bệnh về dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Canh Thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý anh chị về vận trình tử vi của gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị hãy vận dụng vào cuộc sống của mình để có những kết quả thật tốt. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.